lần đầu tiên anh em trải nghiệm dòng xà lan các bạn. À, vừa xin cái ảnh quắc lên liền. Rất cảm ơn. Em tên Vui. Vậy hả? À, anh tên gì? Anh Toàn. Dạ. Bữa nay về đâu? Em về Sài Gòn. Về Sài Gòn quá. Anh Toàn chạy tới đâu? Tới Thủ Thừa. À dạ rồi, tới Thủ Thừa. Có gian về Thủ Thừa luôn. Dạ rồi, em cảm ơn anh chị. Bữa nay về đây làm chiêu vậy đó. Dạ. Em tính đi qua Hồng Ngự mà xong tới đây cái gặp bạn, cái bạn ở đó có chụp lưới rồi gạn hầm á. Rồi ở đó quay chương trình. Dạ. Dạ. Tính là qua Hồng Ngự nữa nhưng mà đi ở đây cũng cả 7 bữa rồi thôi đi về. Dạ. Rồi cảm ơn anh chị nhiều. Không có gì đâu. À. Nó xã nó ổ sao quen đó, tôi đi coi trên kênh tôi thấy rồi. Dạ cảm ơn. Rồi Sài Gòn rồi, chừng nào đi đó. À, về chắc đi chơi chờ cỡ 3-4 bữa ở nhà rồi đi tiếp anh còn. Dạ. Về hôm nào? Dạ. Dạ. Có chương trình kế hoạch đi. À, chưa. Dạ. Tính có miệt thứ cũng chưa đi miệt thứ. Ồ, xa lắm. Dạ. Xa lắm. Dạ. Đây có hai anh em vậy. Hai anh em. À. Cái chuyến trước chuyến này nữa là đi tới Cà Mau lắm. Dạ. Đi tới Đất Mũi luôn. Dạ. Đi nhỏ mình luôn vậy hả? Dạ đúng rồi. Tính là đi Hồng Ngự rồi ra Sông Tiền rồi chở về kênh chợ gạo á. À, nhưng mà tại kẹt ở đây mấy hôm rồi. Quá lâu hả? Nên nhớ nhà hay về. Mà cái này đã rồi. Dạ rồi. Ở Sài Gòn ở quận mấy? Ở Bình Thạnh anh Toàn. Bình Thạnh hả? Dạ. Ngay khu Bình Quế á, Thanh Đa Bình Quế. Dạ. Toàn có chở, có khi nào chở gác lên đó trên đó không? Không, có nhiều chuyến cũng kêu đi nhưng mà không có đi. À. Cũng ngay chưa lần nào xin mà đi theo xà lan á. À, nhưng mà có cái anh cũng quen ở Bến Lức á, anh cũng chạy xà lan, anh nói cứ xin đi người ta. Dạ, nói chung là vậy nè, nói với người nghe là không phải vậy, nhiều khi bằng đêm hôm nay người ta lạ, người ta không biết. À, nhà mình á, mình nhớ ra coi trên kênh YouTube á. À, thấy mới mới dám về nhạc chơi thường thường hết như thế nào. À, lạ thì mình cũng ngại đúng không? Thì bằng ngày thì thoải mái. May mắn ra được anh Toàn cũng biết kênh nên anh cho có vàng, chứ anh nói thường tối ít cho ai cho có vàng mà. Đang ngồi trên xà lan của anh Toàn. À. À, nó bắt đầu là tính từ chối à. 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 Vấn đề đó là đúng rồi, đúng quy cũng hiểu. Nhạy cảm. Nói là người ta sẽ hiểu. À. Thấy ông ngại thì nó. À. Ví dụ như tôi có coi trên trên trời tôi thấy tôi biết rồi á. À. Nào, ok liền mất liền. Mới dữ dằn luôn. Nói chung coi chương trình. À. Có coi là không biết á. Mấy còn quay tắt máy đó. Tắt máy là tắt lại đó. Thanh là em họ. Dạ, em họ ai cũng đầu nghề nước thôi. À. Cũng thấy mày mê sao á. Còn cần câu rồi đủ hết à. À. Chài lưới đủ kiểu á. À. Hai vợ chồng Toàn cũng nhiệt tình hướng dẫn á chị. Nếu mà đậu dây nó dây vậy nè. Quý ơi, đậu dây vậy nè, anh cứ khỏe khổ vậy. À. Qua uống nước trà. Rồi. Các bạn thấy lục bình rất là nhiều ha, thì theo xà lan Toàn thì đỡ hơn.
không phải vừa gỡ xuống rác. Ban đêm là tàu mở đèn, đèn xanh đèn đỏ là đèn tín hiệu, tàu đèn chủ lên là đèn tàu lớn mới báo á, lúc có... nào cũng vậy cho ba đèn, phải có đèn xanh đèn đỏ với cái đồng đèn xanh đèn đỏ là đang đi đang phương tiện né nhau, đèn đỏ là nguy hiểm, đèn xanh là an toàn. Thì bây giờ né thì mình né là né ngoài mình đèn đỏ, ví dụ đỏ ngược lại là phải né chạy cũng như là ai nấy chạy đó. Rồi như còn mấy cái phao, ví dụ phao xanh phao đỏ là xanh đó, có nghĩa là phao xanh là báo luồng bên đường cạn, phao đỏ là báo luồng sau, mình chạy bên phao đỏ, chạy bên luồng sau, chạy bên luồng sau, đỏ. Còn có khi tại thấy chạy bên ngược chiều nữa là vẫn có nghĩa là nó trường hợp gì, ví dụ như mình tàu hẩm gì, anh em nào tàu nổi phải biết ý nhau nha, lục bình nhiều quá người ta xin, người ta chạy bên trái, đằng kia bên đây trống, chứ không phải là muốn chạy bên nào chạy. Ví dụ như dưới nó có nguyên tắc này nữa, đường dưới sông á nước xuôi là nước... mình chạy dưới sông, nước ngược người ta có thể xin mình chạy bên trái, người ta xin ra được, dẫn xin cho ta chạy bên trái cho nó nhẹ nước, lại vậy. Chứ cũng không có gì khó, tại vì cái gì tốc độ nó chậm, như cái thứ hai hay hiểu biết ý gì đó, mình phải biết người ta đổ lại, người ta chạy nước cua, người ta xin chạy bên phải mình, bên trái người ta, phải nhường ta, mình chạy dưới sông mình cứ chạy, mình không ảnh hưởng tuyệt đối là tàu khẩm là phải chạy dưới sông, tàu nổi phải chạy sát lời, bởi vì người ta có quyền ta xin bên trái mình chạy được, còn tàu khẩm với nhau thì là ai nó chạy, là ai nó chạy. Rồi cảm ơn nhà toàn hay biết thêm về lực đường thủy. Có nghĩa là cái đó là kiểu như là nguyên tắc rất gì rất dịch rồi. Đâu phải là trong luật lệ này. Ví dụ như mình tàu khẩm về nước sôi, người ta đi đổ lại tàu nổi, thì ta có thể ta xin đèn xin đường mình trái. Khi mà ví dụ buổi tối ta xin tín hiệu là ta xin hiệu ta chớp hai cái. Chớp đèn hai cái. Chớp đèn hai cái là ta biết là ta xin bên trái, ta chạy bên trái. Bên phải mình, bên trái ta là bên phải mình. Mình cũng vậy. Mình đứng chơi. Nhưng mà thường thường nguyên tắc chạy cua hay chạy sông thì mình nước xuôi tàu khẩm tàu nổi cũng vậy nữa. Nước xuôi là ví dụ như mình tàu khẩm mình chạy bên trái, mình dẫn xin ta, người ta dẫn hiểu là tàu ta khẩm ta nặng, ta có thể là chạy bên trái xin sát cho nhẹ nước, người ta dẫn chạy dưới sông này mình. Cảm ơn. Đó là cái nguyên tắc phải hiểu. Ban đêm ban ngày gì cũng vậy, ví dụ ban ngày mình chạy nước ngược về đây, có chiếc ghe này, chiếc tàu nào lớn đổ lại thì nó biết mình chạy bên trái á, là người ta dẫn hiểu, người ta sẽ chạy bên trái mình, bên phải của mình. Nó vậy đó, cái đó là nguyên tắc là lúc nào cũng vậy. Trừ trường hợp những anh em nào chưa hiểu chưa biết người ta hay giữ lề ta sợ cái ta chạy không phải mình có người cũng qua né, còn anh em như hiểu với nhau, anh khẩm anh chạy nước ngược nặng nước anh toàn nghĩa quá, anh chạy bên trái bên lại của tôi chạy nước xô giữa sông, tôi cứ chạy như sông như thế, cái đó là bắt chia với dịch hồi nào bây giờ anh em phải hiểu nói vậy đó, còn nhiều người không hiểu thì lại ta giữ thì thôi mình né. Tàu mình được bao nhiêu khối, tính theo khối 500 khối. 500 khối cá. Có tương đương gần 800 tấn. 800 tấn. Buổi tối ha, người ta cũng ngại. Ta không có hiểu không? Khi ta nói mình tình ngay Lý Giang rồi sao? Anh cười.
lên đó. Đó, đó. Mình chạy thì mình cũng có cái nước gì thêm. Cảm ơn chị. Chạy ra mình thấy à. Chỉ đây là một quá nhưng mà bấm thị xã Kiến Tường nó cũng chỉ vô đây luôn. Cũng như cái vô kênh Thủ Thừa cái mấy chú cô mấy chú lớn tuổi lên nói xưa ở đó rồi hỏi cái cầu với cầu cũ cầu coi dây. Cầu dây văn còn không mới tìm vô góc Google nói là tới 2016 xây cầu mới cái này phá bỏ đúng không?